Hello, xin chào tất cả các bạn đến với lại kênh Crypto Thông tin Toàn cầu. Dạ vâng, hôm nay mình lại cập nhật thông tin cho tất cả các bạn về đó là gì ạ? Terra, nó là Luna đúng không ạ? Thì hiện tại bây giờ Luna đang là giá 6,4 đô phải không nào? Đó, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó là gì ạ? Cách alot đúng không ạ? Hiện tại bây giờ gì ạ? Chia sẻ cho bạn trên phần đó là alot ở trên dạ, tên FTX đúng không ạ? Vì đây là mình trải nghiệm thực tế cho tất cả các bạn đúng không ạ? Thì hiện tại bây giờ đó là dạ, FTX hiện tại bây giờ vẫn chưa cho giao dịch đó là dạ, Terra 1 và dạ, đó là dạ, Nusi đúng không ạ? Đúng không ạ? Classic đúng không ạ? Đó là dạ, chính là Terra Classic. Đó là dạ, hiện tại bây giờ đó là dạ, Nusi, đó là Luna 1 đúng không ạ? Như dòng trên cùng đây. Và dạ, nó là Luna 2 đó là dạ, Terra thì hiện tại bây giờ đó là dạ, chưa cho giao dịch, nhưng mà ở bên trên website đã cho alot rồi. Vậy thì số lượng alot thì để mà dạ, chuyển đổi thì sẽ được bao nhiêu cái đồng Luna 2? Hiện tại dạ, Nusi nếu là Luna 1 thì hiện tại bây giờ đó là dạ, tổng số lượng là dạ, 763.427 các bạn nhé, 763.427 đồng Luna 1, đó là đồng Nusi đấy. Thì bây giờ chuyển sang đó là alot sang ấy thì sẽ được được đó là gì ạ? Tổng đó là hơn 11 đồng, đó là Luna 2, nhưng mà tổng xong số đó thì 8% đấy, đang được khóa lại. Đấy, 6 tháng tiếp theo sẽ được mở khóa tiếp đúng không? Và dạ, cho mở trong vòng 2 năm sẽ được mở khóa hết số 8 cái đồng nó là Luna 2 này. Còn cái phần trăm mà được mở trực tiếp ra để nhiều người khác, những người nào đang có đó là dạ, Luna ấy thì sẽ được giao dịch luôn và ngay ấy, là có 3 đồng, hơn 3 đồng, hơn 3,5 đồng các bạn nhé. Vậy thì đó là dạ, đây là tổng số lượng đó là gì ạ? Luna 1 và Luna 2. Đó. Vậy thì tổng kết rằng là khi mà gì ạ? Bạn mua ở trong cái mức là gì ạ? Xuống dưới đó là gì ạ? Hơn 6.000 tỷ thì các bạn sẽ có số lượng Luna mà là gì ạ? 6 ở cái mức đó là gì ạ? 763.427 đồng. Đấy, Luna 1 bây giờ chuyển thành Nusi đấy, thì bây giờ sẽ alot sang đồng Luna 2 đúng không ạ? Hiện Luna 2 ấy là dạ, tổng là được hơn 11 đồng đúng không ạ? 11,6 đồng. Đấy, mình tính con số tròn thì các bạn sẽ có dạ, 8 đồng là dạ, hơn 8 đồng, 8,1 đồng là dạ, được khóa lại trong vòng 6 tháng tiếp theo sẽ được mở khóa dần ra tiếp lần 2 và dạ, mở cứ mở như vậy trong vòng 2 năm. Rồi còn cái phần 3, còn 3 đồng còn lại thì bạn sẽ được mở khóa luôn và ngay để các bạn có thể giao dịch. Nhưng hiện tại bây giờ ấy, là trên rất là nhiều các sàn khác đã giao dịch rồi, nhưng mà đối với này FTX thì hiện tại bây giờ vẫn chưa mở giao dịch cho các bạn để cho nào. Đấy thì hiện tại lúc đầu ấy mà nhiều người khác mua giá cao ấy, thì bây giờ chưa có thể là mở ra cho các bạn được. Đó cũng là một cái tốt cho các bạn thôi, đợi thì cái giá nó tốt hơn á, thì ở trên đó là trên trên sàn đó là FTX sẽ mở ra đúng không ạ? Đấy là một cái hay đấy. Và đây hiện tại cũng đang là xem thị trường để ra cái quyết định trong thời gian sắp tới đúng không nào. Đó thì bây giờ mình sẽ cập nhật thông tin cho tất cả bạn đó là Luna 1 và Luna 2 lên các sàn nào rồi nhé. Đó thì như bạn đang nhìn thấy ở đây đúng không ạ, trên đó là dạng Luna 2 đúng không ạ? Đấy, đối với Luna 2 hiện tại bây giờ đó, là dạng lên các sàn, đó là dạng sàn Binance này đấy, sàn Gatea, sàn KuCoin, Huobi, Bitbuy và sàn đó là dạng ZB, sàn Messi, sàn Elbank. Đấy, và rất là nhiều các sàn khác nữa. Hiện tại bây giờ có hơn 30 sàn đã niêm yết những cái tài sản của Luna 2.0 rồi đúng không ạ?
Đấy, rồi ok mình sẽ xem qua đó là gì ạ? Luna 1 các bạn nhé. Luna 1. Hiện tại bây giờ gì ạ? Luna 1 thì chúng ta vẫn được giao dịch lên các cái sàn cũ được chưa nào? Đấy. Rồi, như các bạn đang nhìn đây, trên sàn BNC cũng đã xuất hiện ở trên CoinMarket thông báo rồi, đúng không ạ? Sàn KuCoin này, đúng không ạ? Và sàn FXT đã hiện thị ở đây rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chưa có giao dịch ở trên sàn. Đó, sàn Gate, sàn Bitbuy và các cái sàn khác như Messi hay là Cardito và nhiều các sàn khác nữa. Đó thì cũng đã giao dịch ở trên này rồi, đúng không ạ? Rất là nhiều các sàn phải không nào? Đó. Đó thì đây là hiện tại Luna 1 là đã chuyển cho cái vấn đề là cộng đồng tự quyết định rồi, được chưa nào? Đấy, mua bán tự quyết định rồi. Hiện tại giá đang là 0,4 con số 09721, được chưa nào? Đấy. Để các bạn nắm bắt được cái thông tin là tốt nhất ở trong thời điểm hiện tại bây giờ. Rồi sắp tới mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông tin nữa để các bạn thể là check từng cái đồng Luna ra để các bạn biết được cái giá trị nó như thế nào, nên xuống như nào và mua trong thời điểm nào các bạn nhé. Đó, đấy là cái mà mình chia sẻ cho các bạn. Và có rất nhiều cái thông tin tuyệt vời nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và kênh Crypto Thông tin Toàn cầu này sẽ cung cấp cho các bạn đó là các cái tài sản của Luna 1, Luna 2 và các tài sản khác có giá trị nổi bật, cũng như là thị trường tăng giảm của thị trường, được chưa nào? Đấy, thì hiện tại bây giờ, đối với lại hiện tại bây giờ, thị trường hiện tại bây giờ giá crypto đang có xu hướng giảm, đúng không ạ? BTC giá hơn 30 ngàn đô, bây giờ còn dưới dưới 30 ngàn đô. Đấy. Hiện tại bây giờ các thị trường khác đang là có dấu hiệu đỏ nhiều hơn xanh. Đấy, nên là trong thời điểm này bạn rất là cân nhắc. Đấy. Rồi, các cái giá trị mà tăng trưởng vượt bậc như các bạn đã từng biết đó là gì ạ? Hiện tại bây giờ ấy, thì có một số các tài sản khác đang có giá trị đẩy giá lên, đúng không ạ? Đấy. Rồi, và những cái thị trường crypto đang có xu hướng giảm. Đấy, các bạn đang nhìn đây. Đấy, được chưa nào? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đó là các cái thị trường về tài sản số mà có số lượng người trader nhiều, đúng không ạ? Thì trader và mua và hold nhiều. Thì như các bạn đang nhìn đây, đối với lại một số cái gương mặt rất là quen thuộc, đó là Luna 1 và đồng Soda, BTC, Shiba, đúng không ạ? Thậm chí là USTC cũng được gì ạ? Mua. Rồi Kake, đúng không ạ? USDT, đấy. BNB này, ADA này, đó là Ethereum này, ETH này, đó là một số các cái gương mặt rất là quen thuộc, đúng không nào? Đấy, mọi người vẫn đang mua, hold và chơi đấy những cái tài sản như vậy. Đấy, đấy là cái thông tin mà mình chia sẻ các bạn. Và nếu bạn thấy rằng cái video này hay, hãy nhấp vào đó là cái kênh YouTube, đúng không ạ? Đó là Crypto Thông tin Toàn cầu. Bạn đánh ở trên nhập cái phần thông tin ở trên YouTube, đúng không ạ? Hoặc là trên Google thì các bạn cũng được nhìn được cái kênh YouTube này hiện ở trên cùng, đúng không ạ? Hãy nhấp vào kênh YouTube, nhấp Crypto Thông tin Toàn cầu để các bạn nhìn thấy cái phần đó là hình ảnh của các sàn, và bạn nhấp vào phần đăng ký và nhấp vào chuông, nhấp chọn tất cả và nhấp vào phần thích để là ủng hộ kênh. Và nếu như các bạn tham gia vào trong các cái sàn có đồng Luna, đúng không ạ, có mức độ giao dịch lớn, thì các bạn có thể đăng ký vào trong các sàn như sàn KuCoin, sàn FTX, sàn Gate, sàn Messi, sàn BNC, Elbank, Bybit, Limitano, Hobi. Và đây có hơn 20 sàn ở trên hơn 5 châu lục, thì các bạn có thể nhấp vào đây để đăng ký nhiều sàn hơn. Và để mà bạn không bỏ lỡ bất kỳ một cái video hay một cái thông tin nào đó về Luna 1 và Luna 2 và các tài sản số khác và thị trường tăng trưởng, thì bạn hãy nhấp vào cái phần đó là nhấp vào phần đăng ký kênh YouTube, trên phần Telegram, trên Facebook của trang Bet,
để bạn được cập nhật những thông tin mới nhất và không bỏ lỡ một cái thông tin nào. Và bạn có thể là mời mình một ly cà phê đấy để mình có thể chia sẻ với các bạn và phát triển kênh này tốt hơn. Khi mà có những thông tin tốt thì mình chia sẻ. Mình ở đây phát triển, ở đây là phát triển tự do, nên là mình phát triển ở mức độ là không có một cái đơn, chưa có một cái đơn vị nào có thể là tài trợ cho mình để mình có thể phát triển kênh này, nên là mình phát triển tự do, nên là mình chia sẻ với một cái góc độ cá nhân các bạn nhé. Còn quyết định là ở chính các bạn, đúng không ạ? Đấy, quyết định là ở chính các bạn. Đấy, dù nếu mà tốt thì các bạn sẽ có những thông tin tốt để bạn ra quyết định tốt nhất, được chưa nào? Đó, ở đây không khuyến nghị mọi người là đầu tư, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà đã muốn giàu thì phải đầu tư, đúng không, được chưa nào? Ok, vậy thì một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã xem video đến trong thời điểm hiện tại bây giờ, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn đến với kênh Crypto Thông tin Toàn Cầu. Xin chào và hẹn gặp lại.